Chương 1275. Tôi biết Kim Thiệu Phong có ý tốt, nhưng lúc này trong lòng tôi đang rất loạn. Tôi không kiềm chế được mà nói. Đừng nói nhảm nữa, mau giúp tôi theo dấu máu trên mặt đất, xem con súc sinh kia chạy về hướng nào rồi. Tôi vừa đâm nó một nhát không nhẹ đâu, chắc chắn nó không thể chạy xa được. Đúng như tôi dự đoán, sau đó chúng tôi lần theo vết máu trên mặt đất và tìm thấy con mèo hoa đã chết hẳn ở một nơi sâu trong rừng rậm, mà con dao bằng thép của tôi vẫn đang cắm trên bụng nó. Tôi đi tới, việc đầu tiên là tôi đá vào xác con mèo nằm trên đất, xác định đúng là nó chết hẳn rồi. Lúc này tôi mới khom người rút con dao từ xác con mèo hoa ra. Lúc tôi rút con dao ra, trong nháy mắt có rất nhiều máu tươi từ vết thương ọc ra ngoài. Nhưng tôi có thể thấy thân con dao thép cũng không cắm ngập vào thân thể nó. Chắc là lúc nó hốt hoảng chạy trốn, bị con dao ghim trong cơ thể làm rối ruột của nó, mới khiến khoang bụng chảy nhiều máu và bị chết ở chỗ này nhanh như vậy. Tôi nhìn xác con mèo trên đất, tỏ vẻ tiếc nuối, nói: Mày nói xem, vốn mày đang sống rất tốt, tại sao cứ phải gây hấn với bọn tao làm gì? Nếu không phải mày cứ cắn chặt lấy tao không chịu nhẹ ra, thì tao cũng không ra tay tàn nhẫn với mày như vậy, phải không? Kim Thiệu Phong bên cạnh nghe tôi nói thế thì khinh bỉ. Giết nó cũng giết rồi, anh còn sợ sau khi nó chết không oán hận anh đấy à? Tôi bất đắc dĩ, nói: Cũng không phải vậy, chẳng qua là tôi cảm thấy dẫu gì cũng là một mạng sống, chết thật đáng tiếc. Ai ngờ lúc này tôi đột nhiên cảm thấy trên mặt mát mát, ngẩng đầu nhìn lên trời thấy có mưa nhỏ. Tôi không khỏi thầm cười khổ. Trong đầu nghĩ, ông trời chê tôi còn chưa đủ thả mà, còn muốn tưới nước vào vết thương của tôi mới thấy thoải mái phải không? Sao trời lại mưa chứ? Cả người anh đều bị thương không thể để dính nước được. Hai chúng ta mau tìm một chỗ trú mưa đi. Kim Thiệu Phong nói vội vàng. Tôi đứng lên quan sát xung quanh, nhưng lại chẳng tìm được một nơi nào để hai chúng tôi có thể trú mưa. Từ nơi này về chỗ trại cũng không gần. Có khi trở về được thì quần áo trên người cũng ướt đẫm rồi. Ngay lúc tôi đang không biết nên làm gì, thì thấy Kim Thiệu Phong chỉ vào một cái bóng đen ở phía trước, cách đấy không xa. Anh nhìn bên kia có phải là một cái hang động không? Nghe cậu ta nói vậy, tôi bèn ngẩng đầu nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, và thấy ở sườn núi phía trước hình như thật sự có một cái hang động. Chẳng qua nhìn từ xa trông cái hang động này hơi quái dị, làm cho tôi có loại cảm giác không muốn đến gần. Đi thôi, nghĩ gì vậy? Còn không qua nữa là quần áo trên người sẽ thật sự ướt hết đấy. Kim Thiệu Phong đẩy tôi đang thất thần. Mặc dù không biết tại sao mình không muốn vào trong hang động này trú mưa, nhưng tình huống trước mắt không đi không được. Thế là tôi đành phải theo Kim Thiệu Phong nửa đẩy nửa kéo đi về phía hang động kia. Ai ngờ vừa đến cửa hang, tôi đã ngửi thấy một thứ mùi thối quen thuộc. Xem ra cái hang động này chính là ổ của con mèo hoa kia, bởi vì trong này nồng nặc mùi của nó. Hình như con súc sinh kia ở chỗ này, tôi nói với vẻ không yên. Kim Thiệu Phong khẩn trương hỏi: À, vậy trong nhà nó có thể có đồng loại khác không? Tôi lắc đầu. Chắc là không, tôi nhớ mèo hoang không thích ở bầy đàn. Thế nhỡ nó có bạn tình thì sao? Kim Thiệu Phong vẫn hơi không yên lòng. Lúc này tôi cảm giác toàn bộ trước mắt mình biến thành màu đen, hẳn là di chứng sau khi bị mất máu quá nhiều. Tôi hơi không kiên nhẫn nói với cậu ta. Cậu nói nhảm nhiều thế làm gì, rốt cuộc có vào hay không? Vào, vào, vào. Kim Thiệu Phong nhìn sắc mặt tôi tái mét, bèn vội vàng đỡ tôi vào trong động. Có thể do bên ngoài đang có mưa, cho nên khi chúng tôi đi vào bên trong thì cảm thấy, trừ việc hơi có mùi một chút, còn chỗ này vẫn rất ấm áp và khô ráo. Sau khi chúng tôi đi vào, Kim Thiệu Phong tìm một chỗ có nhiều rơm rạ cho tôi ngồi xuống. Lúc này tôi mới cẩn thận quan sát hoàn cảnh trong hang động. Không ngờ cái động này nhìn từ bên ngoài thấy không lớn lắm, nhưng bên trong lại thông với cái động tự nhiên khác. Nhưng càng đi vào trong càng hẹp, phía tận cùng bên trong hẳn là chỉ có con mèo hoa to vừa rồi mới có thể chui vào. Dẫu sao phạm vi chiếu sáng của điện thoại cũng có hạn, cho nên tôi tạm thời không nhìn rõ chỗ sâu nhất trong động này. Thế là tôi giật điện thoại trong tay Kim Thiệu Phong và nói: Cậu ngoan ngoãn ở đây đợi, tôi vào trong xem một chút.
Kim Thiệu Phong nhìn tôi một cái, rồi nhìn chỗ sâu u ám trong động. Sau đó cậu ta tỏ ra sợ hãi, nói: "Chúng ta chỉ đợi ở đây tránh mưa thôi không được à? Tại sao lại cứ muốn thám hiểm cái hang này?" Tôi nghe mà cười khổ. "Cậu cho là tôi muốn à? Tôi là đang sợ giống như cậu nói, nơi này còn một con mèo hoang nữa. Sợ đến lúc đó cả hai người chúng ta đều buông lỏng cảnh giác, nó sẽ nhào lên cắn. Thế thì hai người chúng ta đều thành lương thực mùa đông cho nó rồi." Kim Thiệu Phong nghe tôi nói có lý, bèn nhìn chung quanh một chút, sau đó nhặt một hòn đá trên đất và nói: "Vậy tôi đi cùng anh." "Đừng, trông cậu sợ sệt thế kia, lúc nữa nếu thực sự gặp phải thứ gì, lỡ cậu lại ném hòn đá kia vào đầu tôi thì sao? Nghe lời, ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, nếu như tôi gặp nguy hiểm gì, cậu còn có thể chạy xuống núi cầu cứu." Kim Thiệu Phong nói với vẻ không tin. "Anh cũng biết lừa người nhỉ, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, cho dù tôi có chạy vắt giò lên cổ để xuống núi cầu cứu, thì lúc trở lại thi thể anh cũng đã lạnh rồi." Trong đầu tôi nghĩ, thằng nhóc này sao lại khó chơi vậy chứ? Chẳng trách theo đuổi Annie lâu thế rồi mà người ta không thích. Đúng là nói quá nhiều lời nhảm nhí. Nhưng lúc này tôi cũng chỉ có thể trấn an cậu ta. "Thế dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc hai người cùng chết chứ. Mà hơn nữa, bây giờ vẫn còn chưa tìm được bọn Annie đâu. Cậu thật sự cam tâm chết ở đây trước khi tìm được Annie à?" Kim Thiệu Phong bị tôi nói hơi sững ra một chút. Chắc cậu ta cũng không ý thức được tình cảnh của chúng tôi bây giờ. Đã đến lúc phải đối mặt với sinh tử. Tôi thấy cậu ta ngẩn người ra ở đó, thì không nhiều lời với cậu ta nữa, mà cầm điện thoại di động xoay người đi vào hướng chỗ sâu trong hang động. Từ một ít dấu vết trên mặt đất, có thể thấy nơi này đích thực là hang động mà con mèo hoa to kia thường xuyên qua lại. Hơn nữa, càng đi vào trong càng sâu hơn. Chỉ sợ nơi này thật sự thông với cái hố mà Hạ Tử Hàm đã rơi xuống. Tôi vừa đi vào trong động, vừa nghĩ đến những việc liên quan trong đó, cũng bỏ qua một số khu vực mà điện thoại di động không chiếu tới được. Nhưng khi tôi vừa nhìn lên thì thấy, chẳng biết lúc nào trước mặt xuất hiện một bóng người đứng im không nhúc nhích. Tôi bị bóng người đột nhiên xuất hiện này làm sợ hết hồn, hét lên một tiếng. Kim Thiệu Phong cách đó không xa nghe được thì khẩn trương hô lên: "Xảy ra chuyện gì vậy, anh Trương?" Chương 1276. Tôi biết thằng nhóc Kim Thiệu Phong này nhát gan, cho nên khi chưa biết đối phương có lai lịch thế nào, thì tốt hơn hết là không nên nói cho cậu ta. Vì vậy tôi bèn quay đầu hướng về phía cậu ta và hô: "Không sao, tôi vô tình bị vấp vào tảng đá." "À, không sao thì tốt." Sau khi trấn an Kim Thiệu Phong, trái tim tôi nhảy nhót không ngừng. Xem ra lần này đối phương muốn đích thân đi ra đối phó tôi. Tuy bây giờ tôi không biết đối phương muốn làm gì, nhưng đã đến nước này rồi, thua người không thể thua trận. Phải dùng khí thế áp đảo hắn trước mới được. Vì vậy tôi tận lực làm cho giọng nói mình bình tĩnh, nói với bóng người trước mặt: "Này anh bạn, trước đây chúng ta có biết nhau sao?" Đối phương nghe tôi nói vậy cũng không hề có phản ứng nào, cũng không nhúc nhích, chỉ đứng yên ở nơi đó. Vì thế tôi từ từ đi về phía trước hai bước, nhưng bóng người kia vẫn đứng nghiêm như một cây gậy. Thật kỳ lạ, bởi càng đến gần bóng đen kia, tôi càng cảm thấy đối phương có hơi thở rất quen thuộc. Ngay cả mùi hương trên người hắn tản ra cũng giống như loại mùi thơm nhàn nhạt ở trên người thiếu nữ vậy. Ngay tại lúc này, trong lòng tôi đột nhiên giật mình một cái. Loại mùi thơm nhàn nhạt này tôi đã từng ngửi thấy trước đây ở trên người Annie. Chẳng lẽ người trước mặt là Annie? Nghĩ tới đây, tôi không quan tâm nhiều như vậy nữa, nhanh chân bước tới gần để xem. Quả nhiên đúng là Annie đang nhắm nghiền hai mắt đứng đó. Hơn nữa, không chỉ có cô ấy, mấy nữ sinh còn lại cũng trong trạng thái như vậy đứng sau lưng Annie. "Annie, em mau tỉnh lại đi." Tôi khẽ gọi nhưng cô ấy không hề có phản ứng. Trong lúc nhất thời, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tuy tôi biết mấy cô ấy bây giờ chắc chắn đang bị trúng tà thuật gì đó, nhưng tiếc là bản lĩnh của tôi có hạn, mà chú Lê lại không ở bên cạnh. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể khiến các cô gái này tỉnh lại. Nhưng dù thế nào, bây giờ cũng phải đưa các cô ấy ra khỏi đây mới được.
Bởi vì tôi luôn cảm thấy không khí ở đây rất quái dị. Chỉ sợ đối phương còn có chiêu khác phía sau đang chờ tôi. Tôi không muốn vì mình mà làm liên lụy đến Annie và mấy nữ sinh này. Nghĩ tới đây, tôi quay đầu hô lớn với Kim Thiệu Phong. Tiểu Kim, mau tới đây giúp tôi một tay. Tôi tìm được bọn Annie rồi. Kim Thiệu Phong nghe vậy, vội vàng chạy tới. Nhưng khi cậu ta thấy trạng thái của mấy người Annie thì cũng lấy làm kinh hãi. Các cô ấy sao thế này? Bây giờ tôi không có thời gian để giải thích với cậu ta, bèn thúc giục. Lúc nữa sẽ giải thích với cậu sau. Bây giờ hai người chúng ta đem những người này ra cửa đã rồi nói sau. Tôi có cảm giác nơi này không an toàn. Kim Thiệu Phong gật đầu, rồi cùng tôi đưa mấy người họ đến cửa hang. Trong lúc đó, mấy cô gái không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Bất kể là để các cô ấy nằm hay đứng, mấy người họ vẫn duy trì trạng thái toàn thân cứng đơ. Không mang những người này không biết. Vừa mới nhấc họ lên tôi đã giật mình. Đừng thấy mấy cô gái này nhìn rất thon thả, nhưng lúc này nhấc lên mới biết cái gì gọi là nặng như cùm. Ngay cả Annie nhỏ bé như vậy mà tôi muốn ôm cô ấy một mình cũng tốn rất nhiều sức. Chứ đừng nhắc đến phía sau có hai người đẹp cao 1m75 kìa. Tôi với Kim Thiệu Phong mất rất nhiều sức lực mới đem được mấy người họ đến nơi tương đối rộng rãi ở cửa hang. Cái chỗ vừa rồi rất chật hẹp, nhỡ mà có nguy hiểm gì thì muốn tránh cũng không kịp. Sau đó Kim Thiệu Phong kiểm tra sơ qua cho các cô gái, nhưng cậu ta lại không nhìn ra được mấy người họ đang ở trạng thái gì. Tôi không muốn đả kích cậu ta rằng vào lúc này không phải là thời điểm để nói kiến thức khoa học. Vì thế tôi giơ tay lên vén mí mắt Annie nhìn thử. Nhất thời trong lòng tôi trầm xuống. Trên mí mắt Annie có một mảng bầm đen, vừa nhìn là biết đây chính là dấu hiệu trúng tà. Nhưng cho dù lúc ấy trong đầu tôi cố hồi tưởng lại xem, nếu là chú Lê thì khi gặp phải loại chuyện này chú ấy sẽ làm gì? Nhưng bởi vì tôi quá để tâm đến Annie, nên cố hết sức cũng không thể nhớ ra nổi. Ngay lúc tôi đang vò đầu bứt trán, đột nhiên tôi nhớ tới lần này, trước khi ra khỏi cửa, chú Lê từng cho tôi mấy lá bùa màu vàng để bảo đảm tính mạng. Chú ấy nói là nhỡ gặp phải chuyện kỳ quái nào thì cứ mang mấy lá bùa này ra ứng phó. Thật là càng vội càng dễ mắc lỗi. Sao tôi lại quên mất chuyện này chứ? Tôi vội vàng lấy mấy lá bùa màu vàng từ trong túi áo khoác ra. Sau đó do dự một chút, liền lấy một tờ dán vào trán Annie. Kim Thiệu Phong thấy hành động này của tôi thì hoảng sợ một lúc lâu cũng không nói nên lời. Chắc có lẽ cả đời này cậu ta cũng chưa từng thấy qua việc như vậy. Qua đêm nay, có lẽ thế giới quan của cậu ta sẽ phải thay đổi. Anh Trương, anh đang làm cái gì vậy? Kim Thiệu Phong cố mãi mới nói được một câu. À, tôi đang giúp cô ấy điều dưỡng cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi thuận mồm bịa chuyện. Thật ra thì tôi cũng không biết nên giải thích với Kim Thiệu Phong thế nào. Dù sao tôi cũng không biết làm như vậy có tác dụng hay không. Bây giờ có giải thích gì với cậu ta thì cũng chỉ là nói nhảm. Nhưng khi tôi đem miếng bùa dán lên trán Annie, chỉ sau một lát tôi nghe thấy cô ấy khẽ hừ một tiếng. Sau đó dần dần tỉnh lại. Thế là tôi lập tức làm theo cách này để đánh thức những nữ sinh còn lại. Thấy mấy người Annie đều không sao, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Kim Thiệu Phong thì vội vàng hỏi các cô ấy tại sao lại chạy đến nơi này. Một người trong số nữ sinh nghe vậy liền mờ mịt, nói: Đúng vậy, rõ ràng vừa rồi chúng tôi đang ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm, sao lại đến nơi này chứ? Lúc này Annie day chán mình và nói: Tôi nhớ hình như trước khi mất đi ý thức, đã từng ngửi thấy một mùi thơm rất kỳ lạ. Nghe cô ấy nói như vậy, mấy cô gái cũng rối rít bày tỏ mình cũng ngửi thấy. Mọi người đều ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ. Sau đó thì không còn biết gì nữa. Nói tới đây, Annie đột nhiên giật mình nhìn tôi và nói: Anh bị sao vậy? Làm sao toàn thân đều là máu thế này? Tôi cũng biết trông mình bây giờ hơi thảm, đành cười khổ, nói: Đừng nói nữa, đây chính là cái giá của anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Đúng rồi, bây giờ em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Annie lắc đầu. Trừ cảm giác đầu hơi ngây ngất ra thì những thứ khác đều tốt.
Ngược lại là anh đấy, cả người đều bị thương, nhất định phải xử lý tốt mới được. Kim Thiệu Phong phụ họa. Xem đi, tôi đã nói mấy vết thương này của anh phải xử lý rồi. Tôi thấy bên ngoài đã ngừng mưa, chúng ta về trại trước đi. Lúc này Annie đi tới cửa động nhìn ra bên ngoài, cô ấy nói. Giờ trời còn chưa sáng, chúng ta phải mau chóng trở lại trại. Ở đó có hộp cấp cứu, có thể xử lý vết thương trên người anh Tiến Bảo. Chương 1277. Điều mà Annie nói, dĩ nhiên tôi biết, nhưng bây giờ tôi cũng không chắc có nên trở lại trại hay không. Dù gì, bọn Annie cũng bị tập kích ở đó. Sau khi chúng tôi trở về, có thể có những chuyện khác đang chờ chúng tôi hay không đây? Ngay lúc tôi đang do dự, Kim Thiệu Phong lại thúc giục tôi. Vẫn nên trở về trại đi, anh xem mấy nữ sinh này đã một đêm không ngủ. Bây giờ đi về, thứ nhất có thể xử lý vết thương cho anh. Thứ hai, để cho mọi người trở về lều vải ngủ một lúc. Dù sao so với đợi ở chỗ này vẫn tốt hơn mấy trăm lần. Tôi nghe cậu ta nói vậy thì nhìn về phía mấy cô nữ sinh. Quả nhiên trông ai cũng rất mệt mỏi. Tôi thở dài. Vậy cũng tốt, trước tiên cứ trở về đã. Đường về hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều so với lúc đi. Tâm tình của mọi người cũng có sự bất đồng lớn. Lúc tới chỉ có tôi và Kim Thiệu Phong, còn chưa rõ tung tích của bọn Annie, nên tâm tình tôi lúc đó khá thấp thỏm. Nhưng bây giờ thì khác, vì dù thế nào thì chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm được người. Sáng sớm ngày mai, trời vừa sáng, bất kể có người cứu viện lên núi hay không, tôi đều phải đưa bọn họ xuống núi mới được. Sau khi trở lại trại, đống lửa trước đó đã bị mưa dập tắt. Bây giờ khắp núi cũng không tìm được một cây củi khô, cho nên muốn đốt lửa để sưởi khẳng định là việc không thực tế. May mắn là mọi thứ chúng tôi đều để ở trong lều, thế nên không bị ướt. Annie tìm được thùng cấp cứu, cô ấy lập tức khử trùng tất cả những vết thương trên người tôi một lần nữa. Thấy Annie lo lắng như vậy, trong lòng tôi bỗng cảm thấy tất cả mọi thứ đều đáng giá. Cuối cùng tôi đã bảo vệ được cô ấy an toàn. Chẳng qua đến lúc này tôi vẫn không biết rốt cuộc là ai muốn hại tôi. Lúc này tôi nhìn đồng hồ thấy đã quá muộn, nên bảo các cô gái mau về lều ngủ. Ai cũng nói mưa thu khá lạnh. Bây giờ chúng tôi không có cách nào đốt lửa, mấy cô gái đều lạnh cóng. Annie quan tâm nói với tôi. Bây giờ người nên nghỉ ngơi nhất là anh. Anh nhìn sắc mặt mình kìa, điển hình của việc mất máu quá nhiều. Trước hết anh đừng để ý đến bọn em nữa, mau về lều ngủ một giấc đi. Dù tôi rất vui khi nghe cô ấy nói vậy, nhưng bây giờ sao tôi có thể an tâm ngủ được? Nhỡ đâu lúc ngủ mà các cô ấy gặp nguy hiểm thì làm thế nào? Vì thế tôi bèn cười và nói với cô ấy. Anh không sao, em cứ trở về lều ngủ đi đã. Anh phải trực đêm. Trước khi trời sáng, anh vẫn không thể yên tâm. Nhưng Annie nghe vậy sắc mặt lại trầm xuống. Làm sao? Bây giờ cũng không nghe lời em nữa hả? Trước tiên không nói đến quan hệ giữa hai chúng ta, chỉ nói đến việc bây giờ anh là bệnh nhân của em thì nhất định phải nghe lời em. Đi, cùng em trở về lều. Tôi nhìn sắc mặt Annie giống như đang nổi giận, thì không biết nên làm thế nào cho phải. Không phải là tôi không muốn đi ngủ. Thật ra mí trên mí dưới của tôi đã sớm đánh nhau rồi. Nhưng tôi không nỡ ngủ. Ai biết được trước khi trời sáng còn có thể xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa chứ? Cuối cùng vẫn là Kim Thiệu Phong bên cạnh nhìn không nổi nữa, liền cùng Annie đem tôi về lều. Sau đó thằng nhãi này còn vỗ vai tôi, nói Anh Trương, anh an tâm ngủ đi. Bây giờ cũng còn chưa đến 3 tiếng nữa là trời sáng. Tôi giúp anh trông nom. Nhỡ mà có chuyện gì, tôi chắc chắn việc đầu tiên sẽ là gọi anh dậy. Tôi thấy nếu cậu ta đã nói đến mức này thì cũng không tiện từ chối nữa. Tôi đành khom lưng đi về lều. Ai ngờ khi tôi vừa chui vào túi ngủ một lúc thì thấy Annie cũng ôm túi ngủ đi vào trong lều tôi. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch loạn xạ. Cô ấy thấy tôi xấu hổ thì quay qua tôi và nói Anh chớ nghĩ bậy, vì em không yên tâm về anh thôi. Em nhìn vết thương trên đùi anh hơi nhiễm trùng. Đây, anh uống mấy viên hạ sốt này trước đã. Nhỡ mà một lúc nữa lên cơn sốt thì phiền lắm. Tôi nghe vậy trong lòng vui vẻ. Dù sao người cũng đã vào rồi.
tôi nghĩ thế nào thì nghĩ thế ấy. Sau đó, Annie đem túi ngủ đặt bên cạnh tôi rồi chui vào trong. Kể cũng lạ, tôi vốn đang rất mệt mỏi mới phải chứ. Nhưng sau khi Annie vào, tôi lại chẳng thể nào ngủ được. Thế là tôi không thể làm gì khác hơn là nghiêng mặt sang, lén lén nhìn cô ấy. Da của cô nhóc này vô cùng trắng. Nhìn từ góc độ của tôi, lỗ tai và chóp mũi hơi nửa trong suốt, càng nhìn càng thấy thích. Ai ngờ lúc này lại nghe Annie lạnh giọng nói: "Không ngủ đi, còn nhìn trộm cái gì đấy?" Cái mặt mo của tôi cũng đỏ lên, tôi nói: "Cơ hội khó có được, cho dù thân thể không thoải mái, anh cũng không nỡ ngủ ngay." Annie nghe xong phì cười, sau đó cô ấy từ từ quay đầu lại phía tôi. "Hôm nay cảm ơn anh, nếu không có anh ở đây, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa." Tôi nghĩ đến những chuyện này rất có thể đều là vì tôi mà ra, nhất thời cũng cảm thấy hơi áy náy. "Giữa anh với em còn cảm ơn với không cảm ơn cái gì, chỉ cần em bình an là tốt rồi." Annie hơi đỏ mặt. "Tiến Bảo, anh thật sự thích em sao?" Tôi vô cùng chân thành gật đầu một cái. "Dĩ nhiên, anh cảm thấy chỉ cần người không bị mù đều có thể thấy là anh thích em." "Anh nói em bị mù à?" Annie đột nhiên trầm giọng xuống. Tôi vừa nghe vậy, lập tức đánh miệng mình một cái. "Xem cái miệng của anh này, sao lại đần vậy chứ? Trước khi gặp em, anh không trẻ con như thế đâu. Thật đó, từ sau khi gặp em, anh phát hiện đầu óc mình khi đứng trước em không được linh hoạt nữa, miệng cũng trở nên ngu ngốc hơn. Em nói xem đây là vì sao vậy?" Annie buồn cười nhìn tôi. "Có sao? Sao em không cảm thấy đầu óc anh trở nên ngốc nghếch nhỉ?" Chúng tôi càng trò chuyện càng hăng say. Trong lều, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên. Thân thể tôi không cảm thấy lạnh như trước nữa, mà ngược lại lại thấy hơi khô nóng. Lúc này mặt Annie đột nhiên biến sắc. Cô ấy nói: "Anh... Sao mặt anh đỏ vậy? Không phải là bị sốt chứ?" Nói rồi cô ấy đưa tay thử sờ trán tôi. Sau đó mặt đầy nghi ngờ nói: "Thật may, cũng không nóng lắm thì phải. Nhưng sao mặt anh lại đỏ như vậy chứ?" Tôi chột dạ. "Có ư? Có phải do ánh đèn không?" Annie không hiểu nên lắc đầu. Sau đó cô ấy không yên lòng mà đưa tay thò vào trong cổ tôi thử nhiệt độ. Lần này mặt tôi càng đỏ hơn. Trong nháy mắt, hình như Annie cũng hiểu ra cái gì đó, cũng nhanh chóng rút tay về. Nhưng tôi nào sẽ cho cô ấy cơ hội này. Tôi nắm chặt tay cô ấy kéo về phía mình, nói với giọng nghi ngờ: "Em thử cảm nhận lại xem rốt cuộc anh có lên cơn sốt không?" Trong lúc nhất thời, Annie cũng đỏ mặt, dường như cô ấy muốn đẩy tôi ra, nhưng vì quan tâm đến vết thương trên cánh tay tôi nên không dám dùng sức. Vì vậy, hô hấp của hai chúng tôi bắt đầu thay đổi, trở nên gấp gáp, mặt hai người cũng dựa vào ngày càng gần. Chương 1278. Lúc ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại hôn cô ấy. Nếu là lúc bình thường, tôi cũng không có gan lớn như vậy đâu. Bởi vì tôi thực sự sợ Annie sẽ cho tôi một cái tát. Mặc dù nụ hôn này vừa mất tự nhiên lại rất ngắn ngủi, nhưng trong đó có một chút không kìm lòng được. Dĩ nhiên tôi cũng có kiềm chế bản thân mình. Bởi vì tôi biết bây giờ nếu thực sự phát sinh chuyện gì đó cùng Annie, thì cứ giống như tôi giả bệnh để nhận được sự đồng tình vậy. Đàn ông tỏ ra đáng thương một chút ở trước mặt người mình thích cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu muốn mượn việc này để đòi hỏi nhiều hơn, thì đúng là hơi hèn hạ. Tôi không phải người như vậy, càng không thể đối xử như vậy với Annie. Sau khi cái hôn này kết thúc, bầu không khí giữa chúng tôi có phần lúng túng. Để hóa giải lúng túng, Annie liền chỉ vào ấn khóa hồn trên cổ tôi và hỏi: "Đây là cái gì? Bớt à?" Tôi nghe cô ấy hỏi vậy thì tiện tay sờ lên cái ấn khóa hồn dưới cổ và nói: "Cũng không tính là bớt, vì sau này mới có." Cô ấy nghe vậy thì lo lắng hỏi: "Sau này mới mọc ra nốt ruồi đen như thế này á? Sao anh không đi bệnh viện kiểm tra? Em nói cho anh biết, trên người sau này mới mọc ra nhiều nốt ruồi không phải là dấu hiệu tốt đâu. Đặc biệt là vết nốt ruồi đen và lớn như vậy thì càng phải quan tâm đến hơn."
Tôi không biết nên giải thích với Annie thế nào để nói rằng đây không phải vết bớt, cũng không phải nốt ruồi đen. Thế là tôi đành phải nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, nói: "Được, được, chờ sau lần này về, anh sẽ dành thời gian đi bệnh viện kiểm tra thử. Yên tâm đi, đi ngủ sớm một chút, nếu không trời cũng sắp sáng rồi." Nói xong câu đó, tôi vẫn có cảm giác không yên tâm. Vì vậy, suy nghĩ một chút liền lấy cái răng thú xuống, đeo lên cổ Annie. Vật này có thể đuổi quỷ trừ tà, hẳn là có thể bảo vệ cô ấy bình an. Tôi thấy Annie mờ mịt nhìn tôi đeo chiếc răng lên cổ cô ấy. Mặc dù cô ấy không biết vật này là gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tôi thấy đã đeo răng thú lên cổ Annie, lúc này mới cảm thấy trong lòng yên tâm hơn một chút. An lòng rồi, tôi cũng cảm thấy cơn buồn ngủ đang tấn công mình. Vì vậy tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Không biết tại sao, giấc ngủ này của tôi lại có hương vị đặc biệt ngọt ngào. Có lẽ bởi vì trước khi ngủ có nụ hôn kia chăng? Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy cả người đau nhức. Nhưng điều này cũng là bình thường. Dù sao, đêm qua tôi lăn lộn quá nhiều, lại mất nhiều máu. Lúc này tôi mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Không biết bây giờ đã là mấy giờ sáng rồi. Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện Annie không còn bên cạnh nữa. Trong lúc nhất thời tôi hốt hoảng, chẳng lẽ chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân? Hay nó là chuyện thực đã từng xảy ra? Nhưng túi ngủ màu hồng bên cạnh có thể chứng minh tối qua Annie quả thực đã ngủ bên cạnh tôi. Annie! Annie! Tôi hướng ra ngoài lều khẽ gọi hai tiếng nhưng không có ai đáp lại. Tôi nghi ngờ bò ra từ trong túi ngủ, định đi ra ngoài xem tình hình. Kết quả vừa kéo cửa lều vải ra, một cảm giác rùng mình ập tới. Tôi không nhịn được mà rùng mình một cái. Đúng là một trận mưa thu rét lạnh. Mới chỉ qua một ngày mà thời tiết đã lạnh như vậy. Tôi bèn xoay người trở lại mặc áo khoác vào, sau đó siết chặt cổ áo, vén cửa lều vải đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài lều, tôi cảm giác bầu không khí không đúng. Dường như toàn bộ khu cắm trại quá mức yên tĩnh. Lần này đi ra, tôi không đem theo đồng hồ. Điện thoại di động cũng đã bị rơi trong cái hố sâu kia, cho nên nhất thời tôi không biết bây giờ là mấy giờ. Nhưng nhìn trời thấy mặt trời đã lên rất cao, chắc lúc này ít nhất cũng phải 8-9 giờ sáng rồi. Chẳng lẽ mấy cô nhóc kia vẫn còn đang ngủ ư? Nhưng một người mất quá nhiều máu như tôi cũng đã tỉnh. Sao các cô gái lại có thể không biết xấu hổ mà nằm ì ra chứ? Lại nói cái thằng nhóc Kim Thiệu Phong kia đâu? Chẳng phải nó nói muốn gác đêm thay tôi à? Sao lúc này chẳng hề thấy bóng dáng của cậu ta? Chẳng lẽ cậu ta thấy trời đã sáng nên cũng đi ngủ rồi? Kim Thiệu Phong! Kim Thiệu Phong! Tôi gân cổ gọi giữa mấy cái lều vải. Một là muốn gọi Kim Thiệu Phong ra, hai là muốn đánh thức luôn mấy cô gái trong lều. Chớ để lúc nữa cứu viện đến, tất cả các cô vẫn còn ở trong chăn. Ai ngờ, tôi gọi vài tiếng nhưng các lều đều không có phản ứng. Toàn bộ khu cắm trại đều yên tĩnh như chết. Thế này hơi khác thường rồi. Tôi cũng không để ý nhiều nữa, vội vàng đi từng lều kiểm tra. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện tất cả lều đều trống không, bên trong chẳng hề có một bóng người nào. Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy da đầu mình tê dại, thầm nghĩ đủ chưa vậy, muốn tác oai tác quái, các người cứ hướng về phía tôi đi, bắt nạt mấy cô gái thì có bản lĩnh gì. Mà lần này thậm chí ngay cả Kim Thiệu Phong cũng không thấy. Lòng tôi tràn đầy tức giận. Tôi đi kiểm tra lại trong lều, muốn tìm ra đầu mối việc mấy người họ mất tích. Tôi thấy mấy túi ngủ trong lều đều mở ra, nhìn màu sắc cũng biết là của các cô gái. Hiển nhiên là sau khi các cô ấy ngủ mới xảy ra chuyện. Rốt cuộc mày là ai? Có chuyện gì thì cứ nhầm vào tao này. Mấy người họ chỉ là những người bình thường, không có liên quan. Tôi rất giận dữ, hét lớn với xung quanh. Nhưng tôi giống như kẻ ngu vậy. Mình ở nơi này hét nửa ngày, nhưng chẳng có ai đáp lời tôi cả. Lúc ấy lòng tôi không ngừng tự nhủ. Tỉnh táo lại đi, nhất định phải tỉnh táo lại. Bởi vì chỉ có tỉnh táo mới có thể nghĩ ra đối sách. Nếu không, mấy người bọn Annie sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Theo lý mà nói,
trên người Annie có răng thú của tôi, hẳn sẽ không dễ dàng bị trúng chiêu như lần trước. Nhưng bây giờ cô ấy và mọi người cùng mất tích, xem ra đạo hạnh của đối phương rất cao. Bây giờ tôi có hai lựa chọn, một là xuống núi xin giúp đỡ, hai là ở lại tiếp tục tìm người. Nếu như bây giờ tôi xuống núi tìm bọn chú Lê tới hỗ trợ, vậy theo tính toán thời gian, bọn Tống Viễn cũng đã sớm đến chân núi rồi, nhưng tại sao cứu hộ còn chưa lên núi? Nếu như bây giờ tôi đi xuống, đừng nói đến việc có thể tìm được chú Lê không. Cho dù tôi dùng thời gian nhanh nhất có thể tìm được bọn họ, rồi chạy lên núi cứu người, đến lúc đó cũng mất rất nhiều thời gian. Chỉ sợ khi đến nơi, bọn Annie đã sớm bị hại rồi. Cách thứ hai là chọn ở lại để chờ chiêu tiếp theo của đối phương. Bởi vì tôi tin rằng đối phương mang mấy người Annie đi là có mục đích khác. Mục đích của họ nhất định là tôi chứ không phải bọn Annie. Nếu tôi tùy tiện xuống núi, đối phương có lẽ sẽ giận cá chém thớt lên bọn Annie. Vậy thì bọn họ càng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, tôi liền quyết định ở lại chờ đối phương hiện thân. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, tôi thấy bốn phía khu trại bắt đầu nổi lên tầng sương mù nhạt. Chương 1279. Tôi vừa thấy sương mù bỗng nhiên dâng lên, lòng liền trầm xuống. Xem ra chính chủ xuất hiện rồi đây. Nếu không trước đó làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng không thể chỉ vì muốn ở chỗ này làm trò bí hiểm với tôi chứ. Quả nhiên tôi thấy một bóng người từ trong sương mù đi về phía mình. Thấy vậy, tôi lập tức rút con dao thép trong ống quần ra, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng khi nhìn thấy rõ mặt người đi ra từ trong màn sương mù, tôi lập tức cả kinh. Trong đầu nghĩ, sao cậu ta chỉ đến đây có một mình? Người đi ra từ trong sương mù không phải ai khác, chính là người hôm qua đã xuống núi xin giúp đỡ, Tống Viễn. Tôi giật mình hỏi, Tống Viễn, sao cậu lại trở lại đây một mình, những người khác đâu? Tống Viễn không trả lời tôi, mà từ đầu đến cuối đều mặt không biểu cảm, đi thẳng về phía tôi. Nhưng khi cậu ta dần đến gần, tôi thấy sắc mặt cậu ta nhợt nhạt, chẳng hề có sự hồng hào của người trẻ tuổi. Thế là trong lòng tôi không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ cậu nhóc này đã xảy ra vấn đề gì sao? Đứng lại! Tôi đột nhiên quát lớn. Nhưng cậu ta cứ như không nghe thấy vậy, không hề có ý muốn dừng lại. Tống Viễn lúc trước đó chắc chắn không có vấn đề gì, cho nên tôi không thể ra tay với cậu ta trong tình huống mù mờ này được. Vì vậy, tôi lui người về phía sau hai bước, đồng thời cũng muốn nhìn xem cậu ta sẽ có phản ứng gì. Nhưng không ngờ tới, Tống Viễn thấy tôi lùi về phía sau, lại đột nhiên bước nhanh hơn, như thể muốn đánh về phía tôi. Một loạt những động tác của cậu ta làm tôi nhớ tới một chuyện. Chính là việc lúc trước tôi bị xác sống bao vây tấn công ở Philippines. Tống Viễn ở trước mắt tôi cũng có phần giống những xác sống kia. Từ động tác, vẻ mặt, cảm giác, nhìn qua chẳng có vẻ gì là người sống cả. Nếu như nói cậu ta và những xác sống có gì khác biệt, thì chính là những xác sống ở Philippines đều là những kẻ đã chết được một thời gian. Mà Tống Viễn trước mắt tôi đây giống như người vừa mới chết vậy. Nhưng bây giờ tôi không dám đến gần Tống Viễn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết rõ cậu ta còn sống hay đã chết. Không biết sống chết thì không thể nào ra tay được. Cứ như thế này đúng là làm khó tôi. Tôi chỉ có thể liều mạng lui về phía sau, mà thằng nhóc này thì liều mạng tiến về phía trước. Bất đắc dĩ, tôi không thể làm gì khác hơn là bay lên đá một cước vào bụng cậu ta, đá cậu ta ngã ra đất. Tôi thừa dịp cậu ta ngã mà lập tức dẫm lên ngực cậu ta, đè chặt xuống đất. Đúng là Tống Viễn không có tâm trí của con người bình thường mà đã trở nên rất ngu ngốc. Bây giờ mặc dù sức lực của cậu ta rất mạnh, nhưng tiếc rằng bị tôi chặn ngang ngực như vậy nên không biết làm sao thoát ra để đứng lên. Thật ra thì tôi chặn Tống Viễn như vậy chỉ là muốn thăm dò mạch đập của cậu ta, xem cậu ta còn sống hay đã chết. Kết quả tìm hiểu xong, tim tôi lạnh đi. Đừng nói là mạch đập, người của thằng nhóc Tống Viễn này cũng đã lạnh ngắt rồi.
Tôi không khỏi nghĩ đến tất cả những người xuống núi cầu cứu tối qua. Không phải tất cả bọn họ đều có kết quả giống như Tống Viễn đấy chứ? Nếu thực sự như vậy thì nói cách khác là chẳng có ai xuống núi cầu cứu, càng không có người nhắn cho Đinh Nhất. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Tống Viễn thì chỉ sợ hai tên học trò kia của Đà Gia đã tới Trung Quốc rồi. Tôi đã được lĩnh giáo thủ đoạn của bọn chúng, trình độ máu lạnh và tàn nhẫn của chúng tuyệt đối cao hơn sư phụ chúng. Thật ra thì mặc dù chúng muốn tìm tôi báo thù, một lòng muốn hại chết tôi, nhưng trong lòng tôi không đặc biệt hận chúng, bởi vì bọn chúng vì muốn báo thù cho sư phụ, mà sư phụ của chúng đúng là bởi vì tôi mà chết. Nhưng vào giờ phút này, từ nội tâm tôi rất hận bọn chúng. Hận chúng vì thù riêng mà không chừa thủ đoạn nào, coi thường tính mạng con người như vậy. Nếu như bọn chúng chỉ đối phó với một mình Trương Tiến Bảo tôi còn kính nể chúng ân oán rõ ràng. Nhưng bọn chúng vì hại chết tôi mà dễ dàng giết chết từng sinh mạng sống, điều này sao có thể khiến lòng tôi không tức, không hận? Tôi tin tưởng vào nhân quả tuần hoàn. Nếu như vì nguyên nhân ở tôi mà hại tính mạng của người khác, tôi sẽ an tâm chờ ngày quả báo của mình tới. Nhưng nếu như có người muốn cưỡng ép ở giữa làm rối loạn lên, hơn nữa còn vì vậy mà hại chết tính mạng của những người khác, vậy tôi nhất định là người đầu tiên không đồng ý. Nghĩ tới đây, tôi liền giơ tay chém xuống, dùng dao thép chém đứt đầu Tống Viễn. Trong nháy mắt, một mùi hôi tanh cùng máu đen liền bắn tung tóe cả người. Mặc dù trong lòng tôi vô cùng áy náy với Tống Viễn, nếu không phải vì tôi, hẳn cậu ta không chết trẻ ở chỗ này. Nhưng bây giờ tôi không thể không làm như vậy, bởi vì tôi không phải chú Lê và Đinh Nhất. Tôi không thể vừa bảo toàn thi thể, vừa để cho cậu ta không hại người nữa. Hai cái cùng hại thì chọn lấy cái ít hại hơn. Tôi chỉ có thể tạm thời làm theo biện pháp này thôi. Mới vừa rồi, Tống Viễn còn liều mạng giãy giụa, sau khi không có đầu thì lập tức nằm yên trên đất, biến thành một thi thể thực sự. Tôi nhìn đầu người trong tay mà lòng có cảm giác buồn nôn. Không ngờ Trương Tiến Bảo tôi cũng có một ngày như vậy, có thể không chớp mắt mà cắt đầu của một thi thể. Đột nhiên, từ đằng sau lưng tôi vang lên tiếng vỗ tay. Tôi quay người nhìn lại, thì thấy một người đàn ông trông hơi quen mặt đi ra từ sương mù. Hắn cười và nói với tôi. Lâu rồi không gặp. Thủ đoạn của cậu Trương tăng lên đấy. Đối xử với người mình quen mà có thể xuống tay ác độc như vậy, nhẹ nhàng cắt mất đầu của cậu ta. Sắc mặt tôi sầm xuống, tôi nói. Triệu Dương, quả nhiên là mày. Triệu Dương đắc ý. Đương nhiên là tao. Chẳng lẽ trên đời này còn có người hận mày hơn tao sao? Tôi trừng mắt nhìn Triệu Dương. Một giây kia trong lòng tôi tràn đầy ác niệm. Nếu như trong nháy mắt tôi có thể có năng lực làm người ta nổ tung, tôi nhất định sẽ cho Triệu Dương thành thịt vụn không chút do dự. Tôi lạnh lùng nói. Những người khác đâu? Triệu Dương cười một cái. Mày cũng thú vị đấy nhỉ? Đã đến lúc này rồi mà mày vẫn quan tâm đến sống chết của người khác à? Mày tốt bụng quá nhỉ? Hay là mày chưa từng nghĩ đến có một ngày mày cũng sẽ chết? Tôi nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng. Nói có lẽ mày không tin, với tao sống chết chẳng phải là chuyện gì lớn. Đơn giản là dù Trương Tiến Bảo tao có sống hay chết, thể xác và linh hồn cũng vĩnh viễn không tách ra. Cho nên dù mày có giết tao cũng chẳng để làm gì. Triệu Dương nghe vậy thì làm vẻ mặt không quan trọng. Chẳng phải mày cậy trên người mày có ấn khóa hồn à? Có thể hay không thì cứ giết thử mới biết được. Tao không tin đâu, tao sẽ cắt từng miếng thịt một trên người mày, cho đến khi chỉ còn lại bộ xương, xem mày còn có thể bình tĩnh như bây giờ, nói với tao là sẽ không chết không? Lúc này tôi tiện tay ném đầu người trong tay đi, sau đó lạnh nhạt đi về phía Triệu Dương và nói. Người mày muốn trả thù chỉ có một mình tao, thả những người khác đi, mày muốn giết hay muốn xử tao thế nào, tùy mày. Chương 1280. Ôi, hy sinh bản thân như vậy, có phải trong những người tao bắt có người rất quan trọng với mày không? Nói rồi, hắn lấy một vật cầm trên tay vuốt ve,
còn biểu hiện đầy tò mò, nói: "Lần trước gặp mặt, tao nhớ vật này hình như đeo trên cổ mày. Làm sao mà vật này lại ở trên người một cô gái nhỏ vậy?" Tôi định thần nhìn lại, nhất thời cặp mắt như sắp nứt ra. Vật trong tay hắn chính là chiếc răng thú tôi tự tay đeo cho Annie. "Mày đã làm gì cô ấy?" Tôi cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, đè nén giọng nói. Triệu Dương khẽ cười. "Mày thử đoán xem, tao có thể làm gì cô gái đó?" Thật ra, thời điểm thấy chiếc răng thú, tôi cũng đã mất lý trí, không để ý bản lĩnh đối phương cao hơn mình, mà vọt thẳng tới trước mặt Triệu Dương đánh một quyền vào mặt hắn. Chắc Triệu Dương không ngờ tôi lại đột nhiên tấn công, vì vậy hắn bị tôi đánh chảy máu miệng, mặt hắn lệch sang một bên, nhưng vẫn cười lạnh nói với tôi. "Mày cứ đánh tao đi, dù sao sau đó tao sẽ trả gấp 10 lần, 100 lần cho cô bạn gái nhỏ của mày. Mày tốt nhất lại đánh mạnh hơn nữa đi." Quyền thứ hai của tôi đã quất tới, nhưng nghe hắn nói vậy, tôi lại ngừng giữa không trung. Bây giờ mấy người Annie vẫn đang ở trong tay hắn. Tôi không thể làm gì khác hơn là chán nản buông quả đấm xuống, nói. "Nói đi, rốt cuộc mày muốn thế nào mới có thể thả những người vô tội kia ra?" Triệu Dương cười lạnh. "Đừng có tự cho là mình vị tha như vậy. Nếu không phải trong đám người này có người mà mày thích, mày có thể dễ dàng phối hợp như vậy không? Trương Tiến bảo, tao muốn xem mày có thể vì cô gái đó mà làm đến mức nào. Quỳ xuống cho tao." Tôi dùng sức siết chặt quả đấm, nhưng tôi biết dù trong giờ phút này trong lòng tôi có tức giận đến thế nào cũng phải chịu đựng. Tên khốn này nói là sẽ làm, Tống Viễn chính là một ví dụ. Cho dù thế nào, tôi cũng không thể để bọn Annie xảy ra chuyện gì được. "Không phải là quỳ thôi sao? Không thành vấn đề. Dù sao trên đời này, người có thể chịu cái quỳ của tôi cũng đã sớm không còn trên đời nữa rồi. Hôm nay tôi muốn xem thử mạng của tên Triệu Dương này có đủ cứng rắn không? Có thể chịu cái quỳ này của tôi không?" Nghĩ vậy, tôi cũng không do dự nữa, trừng mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đắc ý của tên Triệu Dương kia, sau đó từ từ quỳ xuống. Mặt Triệu Dương đầy hưng phấn, nói: "Được, được, được, quả nhiên nghe lời. Vậy tiếp theo, mày lấy con dao thép trong người ra rồi ném qua một bên đi. Tao không muốn bị mày cắt đầu như thằng nhóc vừa rồi đâu." Tôi nghe xong liền rút con dao thép ra nhìn một cái, sau đó không do dự mà ném qua một bên. Ai ngờ lúc này Triệu Dương lại đột nhiên đổi ý. "Đừng ném vội, tao thấy dao thép này của mày vô cùng sắc bén, có thể chém sắt như chém bùn. Hoa Hoa của tao cũng bị nó đâm một nhát mất mạng. Tao muốn nhìn nó đâm vào người sống xem có sắc bén như vậy không." "Hoa Hoa?" Tôi nghi hoặc. Triệu Dương giả bi thương nói: "Sao vậy? Mới qua có mấy giờ mà mày đã quên nó rồi à? Nó chính là con mèo hoang tao nuôi từ nhỏ đến lớn. Thứ nó thích ăn nhất chính là thịt người chết. Bây giờ nó bị mày thịt mất rồi, có phải mày nên bồi thường cho tao không?" Tôi nghe là hiểu ngay, Hoa Hoa mà hắn nói thì ra chính là con mèo hoang kia. Quả nhiên con súc sinh kia là do hắn nuôi. Đúng là người thế nào thì nuôi ra súc sinh thế ấy. "Mày để con súc sinh kia ra ngoài cắn bậy, bị làm thịt cũng là đáng đời, không trách người khác được. Tao vẫn giữ câu nói kia, ân oán giữa tao và mày không liên quan đến người khác. Mày thả họ ra, muốn thế nào tao cũng làm theo." Triệu Dương cười phá lên. "Không ngờ mày lại là người sống thoải mái như thế. Được, nếu mày đã nói vậy thì tao cũng không phải một người so đo. Những người không liên quan đến chuyện này tự nhiên tao sẽ thả họ ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết mày phải trả một dao kia cho Hoa Hoa nhà tao." Tôi cười lạnh. "Được, không phải là một dao sao? Được thôi, mày muốn đâm vào tim hay phổi?" Triệu Dương nghe vậy, mặt đầy đắc ý nói: "Tao với mày cũng không phải người sắt, tội gì mà vừa lên tiếng đã hỏi đâm vào tim hay phổi? Hơn nữa, nếu thật sự có thể dùng một dao đâm chết mày thì sau này còn gì để chơi đây? Mày tự mình xem đi, dù sao tao cũng chỉ muốn nhìn mày chảy chút máu, bởi vì máu của mày làm tao đặc biệt hưng phấn." Tôi nhìn Triệu Dương một cái, trong đầu nghĩ: thằng này ăn gạo mà lớn lên thật đấy à? Sao có thể sống biến thái như vậy?
Sau đó tôi nhìn qua một lượt trên người mình, thật là chẳng nỡ đâm vào đâu cả. Hơn nữa, tôi có tự đâm mình một dao thì cũng khó đảm bảo Triệu Dương có nhất định giữ lời không. Nhưng nếu tôi không làm, hắn nhất định sẽ làm theo những gì đã nói. Vì vậy, tôi đành nhẫn tâm, giơ dao lên đâm xuống vai trái mình. Lúc lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, cảm giác đau nhói truyền đến trong óc tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị dao đâm vào thân thể. Hơn nữa quan trọng nhất còn là tự mình đâm mình. Máu theo vết thương chảy xuống. Tôi cúi đầu nhìn. Trên người tôi, áo phông nháy mắt đã bị nhuộm đỏ một mảng. Thật may là khi tôi cảm nhận được đau, lực đạo xuống tay cũng bị nhẹ đi. Cho nên mũi dao cũng chỉ đâm vào cơ thể sâu không quá hai ngón tay. Nếu không chắc lúc này tôi đã không kiên trì nổi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng mình. Đầu tôi ong lên. Nếu không phải tôi tự lên tinh thần phải cứng rắn, thì có khi lúc này trước mắt tôi đã tối sầm và hôn mê rồi. Tôi uể oải hỏi Triệu Dương. Có hài lòng không? Hắn gật đầu. Không tồi, coi như hài lòng. Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười với hắn. Nếu hài lòng, vậy mày thả người đi. Triệu Dương nhìn tôi một cái, sau đó hắn lấy từ trong người ra một thứ màu đen đặt ở trên miệng nhẹ thổi. Thứ đó phát ra âm thanh linh hoạt, kỳ ảo. Theo từng tiếng thổi của hắn, mấy bóng người đi ra từ trong rừng phía tây. Tôi cẩn thận nhìn thử, đúng là mấy người Kim Thiệu Phong. Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, tôi vẫn không thấy bóng dáng Ngô Annie đâu. Cô ấy đâu? Tại sao không có? Tôi hét lên đầy căm giận. Triệu Dương nghe vậy thì lắc đầu một cái, sau đó cười khẽ. Xem ra mày đã động lòng thật rồi. Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì người như mày khi động lòng thật rất dễ bị người khác uy hiếp. Đây chính là một nhược điểm chí mạng. Tao lặp lại lần nữa. Cô ấy đâu? Ngô Annie đâu? Triệu Dương lại cầm nhạc khí cổ quái kia lên thổi. Chẳng mấy chốc có một bóng người nho nhỏ xuất hiện sau lưng hắn, mặt không biểu cảm. Chương 1281. Cuối cùng cũng thấy được Annie, tôi an tâm hơn một chút. Bây giờ chỉ hy vọng Triệu Dương xem việc tôi bó tay chịu trói mà có thể tha cho tất cả bọn họ. Lúc này tôi quả thực không chịu nổi được nữa, cũng chỉ có thể dùng tay phải chống xuống đất, sau đó chật vật nói với Triệu Dương. Mày vừa mới nói sẽ thả tất cả những người không liên quan đến chuyện này. Bây giờ mày nên thực hiện cam kết rồi. Triệu Dương nghe vậy thì gật đầu, nói. Tất nhiên tao nói được làm được. Chẳng qua là không biết sư phụ tao trên trời linh thiêng có thấy mày cũng có ngày hôm nay không? Tôi nghe xong liền thấy trong lòng có cảm giác buồn cười, nói. Tao chẳng phải là nhân vật ghê gớm gì mà để chúng mày phải bận lòng lâu như vậy. Nhưng tao tò mò lắm. Mày đã gặp sư phụ mày sau khi chết chưa? Mày có hỏi xem ông ta thực sự muốn gì chưa? Cứ mù quáng tìm tao báo thù như vậy. À, đúng rồi. Mày vốn không thể có cơ hội này. Bởi nguyên thần sư phụ mày vẫn luôn theo trên người sư cô. Triệu Dương đột nhiên trợn tròn mắt, nói. Mày nói cái gì? Tôi nhìn thấy biểu cảm hắn như vậy, thì hiểu hóa ra hắn chẳng biết gì cả ư. Đúng nhỉ? Vị sư cô kia luôn thích làm theo ý mình, sao có thể nói chuyện với hai hậu bối chứ? Triệu Dương thấy tôi chậm chạp không nói tiếp, liền hỏi. Mày mau nói rõ ràng, nguyên thần của sư phụ tao tại sao lại ở bên cạnh sư cô? Thật ra thì tôi cũng chỉ biết một ít, nhưng nếu Triệu Dương đã thấy hứng thú, vậy tôi có thể dùng chuyện này để giao dịch với hắn. Vì vậy tôi liền thở sâu một cái, sau đó ngẩng đầu lên nói với hắn. Muốn biết nội tình trong chuyện này, mày hãy khôi phục lại thần trí cho họ để họ có thể tự rời đi. Triệu Dương nghe xong cười lạnh. Được, tao đố mày cũng không thể gây ra chuyện sóng gió gì được. Thế là hắn cầm nhạc khí cổ quái ấy lên rồi thổi một giai điệu. Lúc này chỉ thấy mấy người Kim Thiệu Phong run lên, sau đó phun ra một đống màu đen. Sau khi nôn ra, bọn họ đều khôi phục lại thần trí.
Kim Thiệu Phong mờ mịt nhìn những thứ mình vừa nôn ra, mặt đầy ghê tởm, nói: "Đây là cái gì vậy? Sao có người ác tâm thế?" Tôi thấy cậu ta đã tỉnh, thì lập tức nhìn về phía Annie, nhưng thấy cô ấy không khôi phục lại bình thường như những người khác. Tôi thầm hừ lạnh. Xem ra tên Triệu Dương này sẽ không dễ dàng buông tha lá bài chủ chốt là Annie. Nhưng lúc này, cứu được người nào hay người đó, nếu Annie là lá bài chủ chốt trong tay Triệu Dương, hắn tạm thời sẽ không dễ dàng tổn thương cô ấy. Nhưng bọn Kim Thiệu Phong không giống vậy, vì vậy tôi lập tức hô lớn với cậu ta: "Mau đưa tất cả mọi người rời đi! Còn nhớ lời lúc trước tôi nói với cậu không? Không nên quay đầu lại, đi ngay lập tức, bây giờ hãy xuống núi ngay!" Thật ra thì Kim Thiệu Phong đã thấy dáng vẻ tôi thảm hại quỳ dưới đất, theo bản năng muốn đi về phía tôi. Nhưng cậu ta nghe tôi nói vậy, liền dừng lại tại chỗ, do dự mấy giây, sau đó lập tức xoay người, kéo mấy cô nữ sinh còn đang hoảng hốt nôn ọe kia chạy xuống núi. Sau khi thấy họ rời đi, lúc này tôi mới thoáng an tâm một chút. Trong đầu nghĩ, thằng nhóc Kim Thiệu Phong coi như nghe lời một lần. Nếu không, bây giờ bọn họ ở lại chỉ có nước chết. Triệu Dương lạnh lùng nói: "Người tao cũng thả rồi, bây giờ mày có thể nói rồi chứ?" Tôi ổn định lại tâm thần, sau đó liêu xiêu đứng dậy, sắc mặt âm trầm, nói: "Tao nói là tất cả mọi người." Triệu Dương dường như vừa nghe chuyện Tiếu Lâm buồn cười nhất, hắn cười như điên. "Trương Tiến Bảo, mày cũng tham quá đi chứ. Trên đời này làm gì có chuyện để mày đoạt hết chuyện tốt như thế. Tao có thể trả Ngô Annie này cho mày, nhưng cô ta chỉ có thể cùng mày ở lại đây." Triệu Dương nói xong liền đẩy Annie về phía tôi. Tôi lập tức nhịn đau, tiến lên đỡ cô ấy. Sau đó Annie khôi phục lại thần trí, cô ấy hoảng hốt nói: "Anh thế nào? Sao toàn thân đều là máu vậy?" Tôi không định hù dọa cô ấy, vì vậy tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. "Không sao, em không cần lo lắng, anh nhất định sẽ đưa em xuống núi bình an." Triệu Dương nghe vậy thì thở dài, nói: "Đến lúc này rồi, mày còn lừa gạt cô ta làm gì? Hôm nay đừng nói là cô ta, chính mày có thể còn sống mà xuống núi hay không, vẫn còn là ẩn số đấy." Tôi nhẹ nhàng đưa Annie ra sau lưng mình. "Tao nói trước, đây là ân oán giữa mày với tao. Mày thả những người không liên quan đi. Hai người chúng ta cùng chấm dứt hoàn toàn ân oán này, thế nào?" "Mày không nên được voi đòi tiên. Bây giờ mày nên nói cho tao biết về chuyện nguyên thần của sư phụ tao đã chứ." Vẻ mặt Triệu Dương đầy thâm độc. Tôi thấy bây giờ Triệu Dương sẽ không chịu dễ dàng thả Annie, vì vậy cũng chỉ có thể trước hết kể cho hắn nghe về chuyện Mã Tiểu Như lần trước. "Thật ra sư phụ mày sau khi chết đã vô cùng hối hận vì những chuyện sai lầm mình đã làm. Cả đời ông ta cũng chỉ vì muốn cứu sống người mình yêu, nhưng cuối cùng lại trả giá nặng nề. Lần trước sư cô mày đi ra ngăn cản hai huynh đệ bọn mày tiếp tục làm sai, nhưng tại sao chúng mày vẫn cứ u mê không tỉnh? Chẳng lẽ chúng mày muốn bước theo vết xe đổ của sư phụ mày sao? Đúng, mày hôm nay có thể giết Trương Tiến Bảo tao, nhưng tao tin rằng đạo trời có quả báo. Ngày sau cũng sẽ có người khác tới tìm mày về lỗi lầm mày đã gây ra. Triệu Dương, nghe lời sư cô mày đi. Thừa dịp bây giờ còn có thể thu tay, buông xuống những hận thù kia đi. Ngay cả sư phụ mày cũng có thể buông xuống hận thù, tại sao mày lại không thể chứ?" "Mày nói bậy. Nếu nguyên thần sư phụ tao vẫn còn, vậy sư cô tao nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu sống ông ấy. Bọn họ yêu nhau như vậy, sư phụ tao đã vì bà ấy mà làm bao chuyện. Sao bà ấy có thể mặc cho sư phụ tao không sống không chết như vậy chứ?" Cảm xúc của Triệu Dương đột nhiên trở nên kích động. "Bởi vì bà ấy biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Mặc dù trước đó nguyên thần của sư cô mày vẫn luôn bị sư phụ mày khống chế, nhưng bà ấy không vì vậy mà đánh mất lý trí. Bà ấy bây giờ giữ lại nguyên thần sư phụ mày là vì muốn cùng ông ấy lên đường, cùng nhau chịu đựng nghiệp chướng mà những năm qua sư phụ mày phạm phải." Triệu Dương cuồng loạn hét lên: "Không, không phải như vậy. Nhất định sư cô không đủ yêu sư phụ tao. Bà ấy không thể nào giống sư phụ tao, vì đối phương mà bỏ ra tất cả. Đàn bà chính là loại động vật bạc bẽo nhất trên đời. Họ còn không yêu thương dài lâu bằng một con vật." Tôi thấy Triệu Dương đã bắt đầu mất kiểm soát,
liền vội vàng nói với Annie ở sau lưng. Em thừa dịp này mau chạy xuống núi, cho dù thế nào cũng không được quay đầu lại. Nhưng Annie lại đầy bình tĩnh, nói: Lúc này sao em có thể bỏ mặc anh được? Chương 1282. Tôi nghe Annie nói vậy cũng hơi lo lắng nói với cô ấy. Cô bé ngốc này, bây giờ chỉ có em xuống núi mới có thể cứu được anh. Em trở lại khách sạn tìm chú Lê và Đinh Nhất cầu cứu. Bây giờ chỉ có bọn họ mới có thể cứu anh. Nhanh đi đi. Nói xong, tôi nhét con dao thép vào tay cô ấy. Em cầm theo dao này, nếu gặp phải nguy hiểm gì thì dùng nó để phòng thân. Nếu như gặp phải mấy cậu nam sinh đã cùng Tống Viễn xuống núi, thì phải dùng dao này chém họ. Như vậy họ cũng không dám tới gần em. Nhớ đấy, không nên do dự, bởi vì bọn họ đã không phải là người sống nữa rồi. Annie nhìn con dao thép trong tay mình, vẻ mặt cô ấy cổ quái nói với tôi. Anh đối tốt với em như vậy, có đáng không? Tôi liền cười ngây ngô, nói. Thích một người thì đâu có gì là đáng hay không đáng. Anh chỉ biết nếu như em chết, vậy anh còn khó chịu hơn chết. Thả như vậy còn không bằng một người chịu đựng tất cả mọi việc. Được rồi, đừng nói những lời ngốc nghếch nữa. Đi nhanh đi, thừa dịp tên kia vẫn còn ở đó nổi điên. Nói rồi tôi dùng sức đẩy Annie một cái để cô ấy rời khỏi nơi này. Ai ngờ lúc này tôi lại nghe thấy trận cười điên cuồng của Triệu Dương sau lưng mình. Trương Tiến Bảo, phải nói mày đúng là quá si tình hay nói là mày quá ngu đấy. Đến lúc này rồi mà còn suy nghĩ về chuyện tình yêu gì hả? Mày biết không? Trên cõi đời này, thứ không thể dựa vào được nhất chính là cái gọi là tình yêu. Hoặc là nói chẳng có cái chó gì gọi là tình yêu chân thật hết. Cho dù có, cũng chỉ là chính mày tình nguyện một phía. Nhìn xem sư phụ tao đi, ông ấy vì cứu sư cô mà phải trả giá những gì. Nhưng đổi lại, lúc ông ấy gặp khó khăn thì sao? Mày đấy! Đáng đời mày mới có ngày hôm nay. Mày nhớ lấy, ngày hôm nay mày tiếp nhận tất cả thống khổ vì chính lựa chọn của mày ngày trước. Thật lòng không thể oán người khác được. Tôi nghe thế thì quay đầu kẻ giận, nói: Mày im miệng cho tao. Trong lòng mày u ám thì không nhìn được người trên đời này tốt hơn mày à? Chỉ bằng mày cũng vĩnh viễn không thể hiểu được tình cảm của sư phụ mày với sư cô đâu. Triệu Dương đắc ý nói: Ồ, phải không? Tao muốn nhìn thử xem tình yêu mà mày tin tưởng cuối cùng sẽ cho mày thứ gì? Tôi không hiểu ý tứ trong lời hắn nói, nhưng lúc này tôi lại nghe thấy giọng Annie lạnh lùng gọi tên mình. Trương Tiến Bảo. Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng tôi phát hiện vẻ mặt cô ấy lạnh băng khác thường. Tôi vừa định hỏi sao cô ấy chưa đi, thì đột nhiên cảm thấy bụng mình mát lạnh. Tôi cúi đầu nhìn thì thấy con dao thép tôi cho Annie để phòng thân, lúc này đang cắm vào bụng mình. Nhát dao này cô ấy đâm vừa sâu lại vừa hiểm, toàn bộ thân dao đã vào trong cơ thể tôi. Mặt tôi đầy kinh ngạc đỡ lấy cán dao, người không tự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước. Vào giờ phút này, tôi muốn liều mạng tìm ra từ trên mặt cô ấy chút dấu vết của việc bị khống chế. Nhưng cặp mắt lạnh như băng kia lại rất tỉnh táo. Nó nói rõ ràng cho tôi biết thần trí của cô ấy bây giờ hoàn toàn bình thường. Em... Đau đớn trên cơ thể làm tôi không nói được đầy đủ câu, mặc dù tôi không biết là đau ở bụng hay đau ở tim. Từ đầu đến cuối, Annie đều dùng ánh mắt lạnh băng nhìn tôi. Loại ánh mắt này đối với tôi quá quen thuộc, bởi vì lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, cô ấy cũng nhìn tôi như vậy. Mặc dù lúc ấy tôi không tài nào nghĩ ra, một người chưa từng gặp mặt sao phải dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi. Nhưng bây giờ hình như tôi đã hiểu một chút. Lúc này Triệu Dương đầy vẻ đắc ý đi đến trước mặt tôi, hắn nói: Có muốn giới thiệu cho mày biết một chút không? Các người quen nhau lâu như vậy, chẳng lẽ mày không biết cô ấy có một thân phận khác ư? Cô ấy là tiểu sư muội duy nhất của tao, là đệ tử cuối cùng sư phụ tao thu nhận. Lúc này đầu óc tôi rất mờ mịt. Triệu Dương nói cái gì căn bản tôi nghe không rõ. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt Annie, muốn từ trong đó thấy được ánh mắt nào dành cho tôi không.
nhưng hiển nhiên là không có gì cả. Trong mắt cô ấy chỉ có lạnh băng. Tại sao? Giọng nói tôi nhỏ đến mức ngay cả bản thân cũng không nghe được. Không phải sư huynh tôi vừa nói đó à? Đà gia là sư phụ của tôi. Học trò báo thù cho sư phụ không phải là đạo lý hiển nhiên sao? Giọng nói của Ngô Annie không mang theo một chút cảm xúc nào. Tôi gần như tuyệt vọng hỏi. Nói cách khác, ngay từ đầu em đã muốn tiếp cận tôi vì muốn giết tôi. Cô ấy gật đầu không hề do dự. Đúng vậy. Tôi gần như không dám tin vào tai mình nữa. Chẳng lẽ những lời em nói với tôi tất cả đều là giả dối sao? Ngô Annie suy nghĩ một chút rồi nói. Không, tất cả thân thế của tôi đều là thật. Chỉ là tôi giấu đi mối quan hệ với sư phụ. Anh còn nhớ tôi từng nói qua khi còn bé, từng ở nhà bà ngoại một khoảng thời gian không? Thật ra khi đó bệnh di truyền của gia tộc tôi đã phát. Nếu không phải gặp được sư phụ, chỉ sợ tôi đã là người chết sớm nhất. Tôi si ngốc hỏi. Vậy em dựa vào cái gì mà tính toán được tôi sẽ yêu em chứ? Đó là do tôi đã hạ tình cổ với anh, cho nên anh nhất định sẽ yêu tôi. Tôi nhìn biểu cảm lạnh nhạt trên mặt cô ấy, thì biết Triệu Dương nói không sai. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ là kẻ ngu ngốc. Trước đó tôi vẫn cho là mình đã gặp được tình yêu thực sự. Nhưng không ngờ toàn bộ đều là giả dối. Như vậy cái gì mới là thật chứ? Tất cả tình cảm tôi đã bỏ ra chỉ là một trò đùa, vẹn vẹn chỉ là do cô ấy đầu độc mà sinh ra ảo tưởng. Khó trách có lúc tôi luôn cảm thấy Annie quá lạnh nhạt. Cô ấy giống như một khối băng vậy. Bây giờ suy nghĩ lại, tôi và cô ấy là kẻ thù. Trong lòng cô ấy lúc nào cũng suy nghĩ phải làm thế nào để giết tôi. Làm sao có thể cùng tôi giả vờ nói chuyện yêu đương được? Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên thấy ngực có cảm giác khó chịu, tựa như bên trong đang có thứ gì bóp chặt vô cùng khó chịu. Lên cũng không lên được, xuống cũng không xuống được. Khó chịu đến mức trước mắt tôi biến thành một mảng màu đen. Nếu không phải tôi mạnh mẽ xốc lại tinh thần, thì có lẽ đã sớm không đứng vững được đến lúc này. Em hạ cổ lúc nào? Tôi muốn nếu có chết cũng phải chết rõ ràng, không thể đến cuối cùng làm con ma hồ đồ. Thế thì đúng là có làm ma cũng thành chuyện tiếu lâm. Annie thấy tôi hỏi vậy thì suy nghĩ một chút rồi nói. Anh có nhớ lần đầu chúng ta quen nhau, anh làm sao biết tôi không? Em nói là cái quan tài bằng hổ phách kia. Tôi đột nhiên suy nghĩ rõ ràng một số chuyện. Annie bình tĩnh nói. Đúng. Chính là nó làm tổn thương tâm mạch của anh. Lúc này tôi mới có cơ hội xen vào. Nếu không tôi không có cơ hội hạ tình cổ với anh. Lúc này Triệu Dương chen lời vào. Cái quan tài hổ phách kia thế nào? Nó được tao chôn ở đấy từ trước rồi. Biết vật kia tại sao có thể dính chặt mày không? Bởi vì nó được làm ra cho riêng mày. Mày còn nhớ cảm giác lúc nó hút mày không? Có muốn thử lại một chút không?